Tóc xin nào nữa? Tóc xin nào? Trời ơi trời. Tóc xin nào? Dạ vâng, kính chào quý bà cô chú anh chị đã trở lại video mới nhất của con. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho phép con xin chúc quý bà cô chú anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe, vui vẻ và thật nhiều bình an trong công việc cuộc sống nha cả nhà. Dạ thì cả nhà ơi, thì trở lại cuộc hành trình đi khám phá những căn nhà quan bí ẩn và những nơi có yêu linh trú ngụ cũng như những nơi có ma quỷ xuất hiện đó nha. Thì hôm nay kính mời cả nhà mình quay trở lại cái khu nhà mồ mà hôm qua thì con và cả nhà mình cũng đã vào đây và đã khám phá được có một vong linh của ông cụ Thanh đang trú ngụ ở đây nha cả nhà. Thì mới vào thì ông cụ lại tấn công con, thì con cũng đã khống chế được ông cụ rồi nha cả nhà. Thì con cũng đã cúng kiến cho ông cụ dùng, con cũng đã khuyên ông cụ để hướng ông cụ về chùa núi tu học, nhưng mà ông cụ thì lại không chấp nhận cả nhà. Ông cụ nói là để ông cụ suy nghĩ và ông cụ cúng cơm, muốn dùng cơm nên con đã đem cơm hôm nay đem cơm đến đây để mà cúng cho ông cụ, để cụ có thể hiểu được cái tấm lòng của con, để có thể là con nhận được cái kết quả tốt nhất từ ông cụ là bữa nay trả lời nha cả nhà. Thì cả nhà cũng biết rồi, thì những vong linh đang trú ngụ trong những cái nhà mồ á, thì thực sự là nói về cái chuyện này nó cũng rất là bình thường, nhưng mà mình gặp rồi thì mình phải cố gắng mình khuyên giải cho đi chùa núi tu học nha cả nhà. Nhiều khi thì ở đây lại ví dụ như cả nhà mình cũng biết rồi, những phần mộ người ta mới chôn cất á, thì cái hương quả người ta vẫn còn, những cái người cõi âm thì cái chỗ này người ta vẫn còn, nhiều khi vong ma quỷ lại cái như vậy cái xua đuổi những người ở trong phần mộ này thì rất là khó. Cho nên thì con sẽ cố gắng đến đây bữa nay để mà tìm cách mà khuyên giải cụ như thế nha, để em có thể là nhận được cái cụ sẽ chấp nhận để con đưa cụ về chùa núi để mà tu học, để tu hiền tu lành. Chứ cụ tu mấy trăm năm thì thực sự là nó cũng quá đổi rồi, chắc có linh lực cụ cũng khá là cao, cho nên cụ không có gọi là chấp nhận nha. Mới đầu không chấp nhận, cứ là cái bản ngã cụ thì cứ là trả thù thôi. Thì do là cụ lúc còn sống mà cụ quất ức, thì cụ nói là cụ tu luyện tại vì cụ quánh lại những người mà lúc còn sống mà ăn hiếp cụ ấy nha. Thì người ta 300 năm nay thì người ta đã chuyển kiếp luân hồi chắc 2-3 kiếp rồi, mà cụ thì còn phải ở đây để con sẽ tìm cách khuyên giải cụ nha cả nhà. Như rồi thì không để cả nhà mình chờ lâu, thì con kính mời cả nhà mình cùng con sẽ vào cái khu nhà mồ này để tìm gặp cụ Thanh và khuyên bảo cụ Thanh có thể là cho cụ về chùa núi tu học nha cả nhà. Vậy rồi thì con tới cái chỗ gần nhà mồ nha cả nhà. Thì con kính mời cả nhà mình cùng con sẽ tiến vào đây để tìm gặp cụ, để có thể là giúp đỡ cụ, khuyên giải cụ nha cả nhà. Thì mong rằng hôm nay sẽ giúp được cụ. Thì hôm bữa cụ cũng nói là cụ muốn dùng cơm, thì con đây cúng cơm đi cho cụ thì cụ sẽ chấp nhận nha cả nhà. Thì cũng sẽ cố gắng đến đây mà tìm cụ cái xem sao. Nhà thấy không? Đây cỏ quá chừng. Ông cụ Thanh ơi, con đến đây giúp cụ nè, cúng cơm cụ dùng nè. Cụ đâu rồi ta? Bữa té đây quá mạng, về đã gói xương cục luôn, giờ còn nhức này. Về bắt vợ lấy dầu bóp này để đỡ. Cái cụ người ta hôm bữa vô thấy cụ liền em ơi, thấy người ta thank you.
lẽ đi đâu rồi trời? Lẽ bữa không dịp nhận nên hay đổi bỏ cái này đi chỗ khác rồi ta. Cụ ơi, đi luôn rồi. Có ông đây không? Thấy không cả nhà? Trời ơi, chắc cụ đi chỗ khác rồi cả nhà ơi. Để nhìn dòm ngoài thứ có không? Mẹ cụ nói con đến đây cụ để cúng cơm con dùng sao kỳ vậy trời. Không thấy cụ luôn cả nhà. Chắc lại đi về quá nha, chứ giờ không thấy cụ sao. Ờ kìa kìa, cụ anh coi. Ủa sao nãy qua bạn thấy ta? Cụ dạ cụ. Gì nó vậy? Vậy? Gì bánh nữ hoại vậy? Hả? Rồi. Ai bắt? Bắt đâu bắt trời. Dạ quốc con. Hả? Pháp sư nào nữa? Pháp sư nào? Trời trời. Pháp sư nào? Cụ từ từ đây, cụ từ từ đứng đó, ông cụ nói chuyện con đi làm gì mà. Pháp sư nào? Ông cụ nói pháp sư nào? Hả? Pháp sư nào nữa? Trời trời. Thấy pháp sư nào? Lúc mày về xong rồi. Có một thằng pháp sư tới rồi. Trời đất. Vậy là có thêm một người pháp sư đó. Mà con không phải pháp sư đâu. Chứ mày hạ tầm cho nó được pháp chứ đâu đâu. Trời ơi, làm gì có. Con là người giúp thôi chứ con không có bắt bớ gì đâu mà thừa con nữa trời. Có thật không? Thiệt, ông làm gì mà. Rồi thằng đó ta. Ông bình tĩnh này để nói chuyện với nhau được không? Ông cầm cây gì sao dám nói chuyện với nhau. Đúng là mày hạ tầm cho nó chứ. Thời hạ tầm gì, hạ tầm mà sao? Tầm khoe đó. Trời ơi, nó văn chương nữa. Con không hiểu từ đó đâu mà nó ở tầm. Khoe là khoe. Bây giờ mình tỉnh đi con đặt máy xuống nói chuyện với ông sao nha. Đừng dưới nha. Mệt rồi đó. Rồi rồi ông nói là pháp sư nào nữa. Thằng kia là con á, pháp sư bữa con á. Mặc bộ đồ mà vàng vàng thì đó. Rồi đến đây nào hôm qua hả? Ừ. Ủa? Mà vừa về là thắng mấy tiếng là nó tới đó. Trời. Tới nó đi nó có cái gì á? Có gì? Có cái gì tròn tròn vậy nè. Nó quay nó quay trong trống. Tôi thấy nó quay trong trống, tôi lúc tình đó tình nó ngóc tôi thấy. Rồi cái nó nhấp nhấp nó hửi hửi nữa. Nó cứ hết cái lỗ mũi lên nè. Cái nó giờ cái cục còn tròn tròn nó đi tới. Ờ, chắc cái là bàn quá. Rồi, nó đến đây, nó đến đây, nó cúng dung giúp, à, giống con gì đó. Phải không, hay là sao? Nó động. Chứ... Nó hết rồi, nó tấn công tàu. Trời đất. Nó quánh không luôn? Quánh tàu thôi là tao có... còn được một chút đỉnh thích thật đó. Tao đấu với nó. Ờ. Đấu với nó, ngồi tao đấu không thấy chịu nổi. Thích tàn lực kìa, tao chơi chiêu. Phân thân. Phân thân luôn hả? Ừ. Trời ơi. Trời ơi. Nó còn nói về gian đồng nó. Ừ, mày chạy thoát. Mày hãy lại tao bắt mày là tôi về tao luyện mà mày cứ nuôi tăng mày với tao. Trời trời. Còn nói chuyện nữa đó. Trời, ông thấy chưa? Hôm qua để con giúp đỡ ông đi cho ông về chùa núi tu là được rồi. Ông không chịu.
Bây giờ ông đến đây rồi ông bị vong, ông bị pháp sư, ông pháp sư nào mà sao sao con vừa mới về tới hay vậy ta? Có gì mà nói, thấy tôi nghe lời mày được rồi. Mà thì thật sự là con không dính dáp gì với ông pháp sư đó luôn á nha. Thì con đi về thì con có biết gì đâu, con đi về thôi. Không lẽ có người theo dõi con sao mà? Biết ngứa đầu gãi. Phải biết ngứa là gãi ngay chỗ đó là ngon rồi. Trời trời. Rồi rồi, thôi bây giờ con nghe nè. Hồi qua rồi, có bị quánh trúng đâu không? Có thật không? Rồi có sao không? Chéo luôn. Chứ nó là tăng hồn. Anh chéo luôn hả? Trời ơi. Cũng may là ông có pháp thật chứ không? Không có pháp thật mà gặp giảm những ông mà kia là chắc bị no rồi. Giống rồi chứ còn gì nữa. Rồi nó có dẫn ai theo không? Đi mình. Đi mình à? Ồ, cũng gan dữ rồi. Thôi thì bây giờ nói ông nghe nè. Con hôm nay con đem cơm tới nè, trong bóp nè. Thì ông nghe lời con đi, để ông cúng kiến cho ông dùng đi. Rồi con sẽ đưa ông về chùa, núi tu học. Chứ bây giờ ông cứ như vậy rồi sao mà ở đây được. Rồi nhiều khi ở đây là bị cái pháp sư kia quay trở lại rồi bắt ông nữa thì sao? Phải vậy mới nói. Thôi sao mày cho tao cơm đi, tao đói bụng lắm. Ngày hôm qua là con khuyên ông đi luôn là được rồi, ông không chịu. Còn giờ hôm nay đến đây hiểu lầm con, còn dí con chạy nữa chứ thiệt. Bây giờ con cúng cơm cho ông dùng nha. Ừ. Rồi cúng cơm cho ông dùng đi. Rồi chút xíu rồi ông cháu mình nói chuyện đi chứ giờ. Vậy sao được. Trời ơi. Vừa mới xuất hiện ra là quánh con rồi cái này. Chưa hiểu quốc giáp, chưa hỏi sự tình hết trơn mà đã quánh con rồi. Chung đâu mà chung, riêng với chung gì, có biết ông đó là ông nào đâu mà chung. Cái vàng vàng mà thấy có giống như cái dấu cộng trước ngực vậy đó. Cái vàng vàng hả? Ừ. Giờ chắc ấy thôi, thôi mà kệ đi. Bây giờ mình nói người ta cũng không được đâu, tại vì mình mỗi người ngày mà mình đâu có thể nào nói được. Trời. Thôi thì bây giờ để con giúp đỡ cho con cúng kiến trong dùng đi ha. Rồi chút xíu nữa rồi con gửi ông về chùa núi tôi học nha. Trời ơi. Dạ. Đỡ ông ba trời. Trốn ở đâu? Trốn bên cái đám bên kia kìa. Kỳ sao nay về đây nữa? Bận tối quá, mò về đây nè. Coi con mày có tới thì có cúng cho tao không? Trời, con hứa lần cúng chứ sao không được. Thì hứa bữa nay tới mà con uy tín lắm. Việc yếu xìu ta. Mất da hay gì nữa. Rồi để con thắp hương con trái cái nha. Ông hãy dùng ra dùng nha. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam mô Đất Đai Thiên Trạch Thần Hoàng Bốn Cảnh Thổ Thần Thổ Địa Cục Thổ như thế. Thì ngày hôm nay con đến đây cũng với cái nguyện là giúp đỡ các linh đang khá cục thổ của các ngài các ông. Thì con cũng mong các ngài các ông hoan nghị hỷ xả cho con linh vừa mới thì đang xuất hiện đây. Khai dụng những phần lễ mà con mang tới để con được ấm lòng nơi dạ hơn, đỡ lạnh hơn. Nam mô Phật. Nam mô Phật. Rồi thì ông ngơi dùng đi nha, rồi con sẽ tôi xin người sẽ vô con giúp ông nha. Chữ cam này con, cái này để sao quá.
con chào ông nha. Rồi sao ông dùng cơm no chưa? No rồi hả? Rồi bây giờ con cho ông hỏi, con hỏi vài lời ha. Rồi đó, ông mất bao nhiêu tuổi? Đó, con mất lúc 35 tuổi. À, 35 tuổi hả? Rồi đó, ông mất rồi, ông có vợ có con chưa? Có ba mẹ còn sẽ sống không? Đó, tao mồ côi. Đó, ủa, đó mồ côi hả? Đúng vậy. Rồi con xin lỗi nha, con nhắc lại chuyện buồn của ông. Thì thôi, thì bây giờ con nói ông nghe nè. Thì bây giờ á, ông cũng đã mất mấy trăm năm rồi. Ông tu luyện gì cũng không có được cái gì đâu. Lại một phần nữa, bữa ông thấy không, qua ông thấy không, là cái dòng của ông á, đã bị một người pháp sư đó đã tìm ra ông rồi. Cho nên ông cứ phải đi về chùa núi tu đi, chứ bây giờ ông ở đây thì càng nguy hiểm hơn. Tại vì bây giờ á, ông đã, cái ông pháp sư đã phát hiện ông á, thì bây giờ mỗi nay bắt không được thì ngày mai là ông cái ông đó sẽ lại bắt ông nữa, còn không được thì ngày mốt bữa kia, trừ khi là ông phải đi chỗ khác ông trú ngụ, mà bây giờ ông đâu có thể nào đi chỗ nào khác được đâu. Tại vì bây giờ á, ông đã gặp con rồi thì đã là một cái duyên, bề trên đã sắp xếp cho con gặp ông để có thể là giúp đỡ ông, gửi ông về chùa núi tu học. Thì con mong rằng á, là những lời con nói ngày hôm qua cũng như bữa nay thì có thể là ông thật hiểu rõ để ông có thể là giúp đỡ được không? Có thiệt là tên pháp sư nó quay lại để bắt thăm đúng mày. Nói chung cái chuyện này á, thì con cũng không biết nữa, nhưng mà theo con nghĩ là chắc có thể là sẽ quay lại. Tại vì á, là đã biết là ông đang ở đây rồi thì là phải là bắt lần đầu bắt không được thì lần sau phải tìm cách lại bắt. Cũng như con đã biết ông ở đây rồi thì lần đầu con không có thể giúp ông gửi ông về chùa núi tu được, thì lần sau con cũng sẽ lại đây để mà có thể là giúp ông, để mà ông gửi ông về chùa núi tu thôi. Nhưng quan trọng là mỗi người mỗi cách, con thì là giúp, còn cái ông pháp sư kia thì không biết là sao, nhưng là ông pháp sư kia lại hại ông, cũng như vậy thôi. Thì con giúp không được bữa nay thì ngày mai con giúp, còn ông pháp sư kia mà giúp bắt không được thì ngày mai lại bắt, vậy thôi. Nên con mong rằng là ông có thể là để con giúp cho ông, cho được gửi ông về chùa núi tu học, chứ bây giờ ông cứ như vậy ông đâu có được. Rồi hồi đó rồi ông mất rồi ông có vợ con vậy không, rồi sao không ai cúng kiến cho ông dùng hay sao mà ông lang thang ở đây? Đó nghèo khổ chết luôn, lấy đâu ra tiền cưới vợ con? Đi đánh cá một ngày đổi được con lòn gạo, còn có bị cái tên tổ thừa cá hà hiếp đánh đập nữa chứ. Trời đất, thôi thì bây giờ nó nghe nè cái chuyện đó, ông đừng nghĩ tới nữa. Tại vì bây giờ ông có tu luyện mấy trăm năm rồi thì ông có chủ giữ cá đó, nhiều khi ta đã chuyển kiếp mấy đời rồi đó, mà ông bây giờ ông còn cái mang cái quốc hận này tới bây giờ là ông cũng giữ rồi đó, ông cũng thù dây trượng à, cái giỡn đâu. Thôi thì bây giờ ông nghe lời con đi, để con giúp đỡ ông cho, chứ không, con không có ý gì xấu đâu. Nếu con có ý gì xấu là hôm bữa con như ông pháp sư kia rồi là lại bắt ông luôn rồi. Chứ đâu phải để đây mà cúng kiến cho ông dùng để mong quánh con như vậy đâu. Thôi con quá, thôi vậy mày giúp đỡ tao đi mẹ. Rồi thì ông, nếu ông muốn giúp đỡ ông thì bây giờ con hỏi ông nè. Ông có hai phương án, bữa ông đã nói ông rồi á, là một là được con gửi về chùa núi để mà tu học, tu hiền, tu lành, tu về Phật pháp. Còn hai nữa là đi chuyển kiếp luân hồi. Rồi muốn bây giờ muốn chọn phương án nào? Mày giúp đỡ cho tao đi tu đi mẹ. Bây giờ muốn gặp tao đi tu đúng không? Đúng vậy. Rồi nhưng mà bây giờ con nói ông như thế này nha. Bây giờ á, ông muốn đi tu nhưng mà ông đã tu luyện mấy trăm năm nay mà hình hài ông lại như vậy. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là ông đã tu luyện về động vật, kể cả vong linh, thì con không thể nào mà giữ lại được cái tu luyện công. Nên con muốn là xin phép ông để con có thể rút hết linh lực của ông và sửa đổi khuôn mặt lại cho ông, cho ông có thể nhìn dễ dàng hơn. Lại một phần nữa, rút hết linh lực ba cái tà đạo con ra để có thể là cho ông nhẹ cái lòng, để có thể về chùa núi tu học có được không? Được, chuyện này làm đi, để cho tao về chùa tu với các sư. Rồi nếu ông chấp nhận như vậy thì bây giờ ông chấp ta lại niệm số chuyển Nam Mô Di Đà Phật đi, thì con sẽ giúp đỡ ông nha.
Trước tiên thì con sẽ sửa của mặt ông trước, đừng hút hết lực con ra, thì coi sau này con mới mở luồng sáng cho ông đi nha. Rồi, thì bây giờ con sẽ mở luồng sáng, thì em theo luồng sáng này lên trung nha. Vậy rồi cả nhà ơi, thì con đã giúp đỡ được vong linh của ông cụ Thanh này, được gửi về chùa núi tu học nữa cả nhà. Thực sự thì cả nhà ơi, thì nói chung á, con cũng không biết là tại sao, không biết là có người nào theo dõi con hay không, thì con cũng là thực sự là con không biết. Nhưng mà nãy con nghe ông cụ nói rằng á, là con vừa về thì một hai tiếng sau gì đó là có một pháp sư đến đây để mà bắt ông. Vô tình ông có thể là chạy thoát nhanh được, chạy thoát được nha cả nhà. Thì cái này có thể là tình cờ nữa nha, chứ con nghĩ như vậy, chứ không thể nào mà con đi với anh Trung thì hai anh em đi chung, rồi hai anh em tới mới chia rau ra. Mà hai anh em đi thì cũng đâu có thấy ai đâu mà có thể là theo mình, cho nên là chắc có lẽ là tình cờ. Nhiều khi thì có thể là những pháp sư đó thì là những cái ngôi mía, ngôi mộ này hay là những cánh rừng để tìm gặp những vong linh em bắt về tu luyện, cũng như con đi, cũng như con cũng đến những ngôi mộ, những phần mộ như thế này, những ngôi nhà mộ, rồi những khu rừng để mà có thể tìm gặp vong, để mà gửi vào một chùa núi tu học nha cả nhà. Thì nói chung cả nhà mình cũng biết rồi, chỉ cõi Ta Bà này, cõi Trần Gian này thì nó có hai mặt, một mặt tốt và một xấu. Thì con cũng mong rằng á, thì cả nhà mình xem video của con thì cũng sẽ hiểu và con và hiểu anh Trung, hiểu những sư huynh khác tốt hơn. Thì nhiều khi thì cứ nghĩ là chứ sao sao mà đến đây không giúp được cho vong, để cho vong bị bắt. Thì sự nói với cả nhà mình á, con lúc cũng muốn giúp lắm, nhưng không muốn giúp đâu. Nhưng mà khi như ông cụ này lần trước á, là ngày hôm qua đến đây giúp thì ông cụ là không chịu, cũng nhất quyết không chịu. Ông cụ rồi phải là cũng cơm nước ông chủ cũng chịu đi, con đã khuyên muốn hải cái lưỡi luôn, khi đã đời luôn mà ông cụ không chịu. Tới ngày hôm nay đến thì bị ông cụ hiểu lầm, là nói là con hùa theo cái ông pháp sư kia để mà tìm cách bắt ông, cho nên thật sự nó cũng rất là khổ. Thì cả nhà cũng biết rồi, ví dụ như con thì con đến một lần giúp không được, lần sau đến thì con phải giúp, lần sau giúp không được lần sau nữa, cũng như ông pháp sư kia lần đầu đến giúp thì không được thì lần sau phải đến để bắt. Cho nên hôm nay con cố gắng giúp đỡ ông đi, để có thể là cho ông về chùa núi tu học nữa cả nhà. Còn những hiện tượng sau này mà con giúp đỡ, con sẽ cố gắng một lần một là con sẽ khuyên giải cho vong linh đó được về chùa núi tu học luôn, để khỏi tránh cái sự mà những pháp sư kia lại tìm đến mà bắt bớ những vong linh người tu về tu luyện như thế nha. Dạ rồi, thì ngày hôm nay thì con và cái nhà mình cũng đã đến đây, cũng đã tìm gặp vong linh của ông cụ Thanh, thì cũng đã bị ông cụ là nhầm lẫn về cái chuyện mà giọt bới nha, cho nên cũng bị dí một tăng. Cũng cũng chịu lại nói chuyện mình, thì cả nhà mình và con cũng đã khuyên vãi được ông cụ này, gửi ông cụ này về chùa núi tu học nha cả nhà. Dạ thì con có lẽ thì con sẽ kết thúc video ở đây luôn cả nhà, để con có thể dọn dẹp bạn nghi thức con đi về. Là em phần nửa trời mới khuya, với lại thì con nghĩ là chắc ông thầy pháp kia thế nào cũng phải đi quay trở lại đây. Nhiều khi con ở đây lâu quá thì lại đụng mặt với ông kia thì nó cũng hơi khó, cho nên con có thể là xin phép về sớm sớm một xíu. Thì con chúc cả nhà mình có một ngày mới thật vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình ạ. Dạ, thật nhiều sức khỏe và thật nhiều bình an trong việc cuộc sống nha cả nhà. Dạ thì cả nhà ơi, thì đây là cái kênh mới của con, thì cả nhà mình ai xem thì có thể cho xin một lượt like, một lượt đăng ký cũng như một lượt chia sẻ, để có thể là chia sẻ những video tốt hơn cho cả nhà mình xem và những bạn bè của mình, để mình có thể hiểu về cái thế giới tâm linh hơn nha cả nhà. Dạ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị mình ở video tiếp theo.